chăm sóc nâng cao năng suất và chất lượng bưởi quả. Chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cho cây bưởi đang mang quả là yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng, mẫu mã và giá trị quả bưởi khi thu hoạch. Dinh dưỡng là yếu tố trực tiếp đến chất lượng của quả bưởi khi thu hoạch. Có được vị thơm ngon đặc trưng của giống, mọng nước, giàu dinh dưỡng hay không đều phụ thuộc vào lượng dinh dưỡng mà cây có được. Bón bổ sung, phân bón cung cấp dinh dưỡng cho cây. Thời điểm này quả bưởi trên cây diễn đoan hùng đang giai đoạn phát triển mạnh về kích thước đến vào nước. Cây cần nhiều dinh dưỡng đa chung, vi lượng và nước tưới. Các loại phân bón NPK cần được bón thúc ở thời điểm này, cần chú trọng đến lượng phân kali. Vì giai đoạn này trở đi, cây cần hấp thu nhiều kali để tập trung dinh dưỡng về quả, bước vào giai đoạn chín. Lượng phân NPK sử dụng phân bón giai đoạn thúc quả có hàm lượng đạm và kali cao. Sử dụng phân NPK 16-8-16 với lượng 0,5-1kg trên cây, chia làm 2-3 lần. Lựa chọn thời điểm đất ẩm bón xung quanh tán, có thể hòa nước tưới hoặc bón xuống đất ẩm để phân ngấm sâu, dễ cây hấp thu nhanh. Để nâng cao chất lượng quả giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, bón bổ sung phân kali để quả ngọt và bảo quản quả tốt hơn sau thu hoạch. Hòa tưới vào đất hoặc phun qua lá, có thể tiến hành tưới 2-3 lần với lượng 0,2-0,3kg trên cây trên lần. Bổ sung thêm phân đậu tương ngâm, nước cá ngâm. Nước cá ngâm hòa lãng cùng nước tưới cho cây bưởi với lượng 1-2kg cây chia làm 2-3 lần. Trung bình 1 tháng tưới cho cây bưởi 1 lần sẽ giúp cây khỏe, tăng mẫu mã phẩm cấp quả. Trong cái giai đoạn hiện tại thì gia đình tôi thì sử dụng những cái biện pháp để phòng trừ sâu bệnh cho quả bưởi, đó là bọc quả đấy, để hạn chế cái ruồi vàng và một số những cái con côn trùng khác nó gây hại cho cái mã quả. Và cái thứ hai nữa là sử dụng vi sinh để bón vào trong đất và sử dụng những thành phần như là cá, đỗ tương thì ủ bằng vi sinh để tưới vào trong đất để tạo vi sinh trong đất và tạo độ phù nhiêu trong đất để cho cây bưởi nó phát triển tốt hơn, tạo chất lượng quả nó ổn định hơn. Phòng trừ côn trùng, nấm bệnh gây hại. Thường xuyên vệ sinh vườn, cắt tỉa hạn chế nguồn sâu bệnh, cắt bỏ những cành sâu bệnh, cành tăm, cành chết, cành vượt, tỉa các quả dị hình, trùng quả quá nhiều. Côn trùng, nấm bệnh gây hại trên cây không chỉ ảnh hưởng lớn đến mẫu mã của quả mà còn ảnh hưởng đến chất lượng quả khi thu hoạch. Đặc biệt, ruồi vàng nguy hiểm gây hại cho quả bưởi. Chúng không chỉ tấn công làm giảm chất lượng quả, gây hại nặng còn làm rụng quả, quả bị chín ép, khiến nhà vườn thiệt hại nặng nề. Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm đối tượng này, dùng các loại bẫy dẫn dụ để bẫy ruồi vàng hoặc trừ ruồi vàng bằng biện pháp hóa học, sử dụng một số hoạt chất như abamectin, petroleum oil. Các vườn được bảo vệ bằng phương pháp dùng túi chuyên dụng bao quả, cần chú ý một số loại dịch hại trong giai đoạn này. Như nhóm dẹp sáp xâm hại quả, cần tiến hành phun phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Ưu tiên các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để sản xuất an toàn. Ở cái giai đoạn này thì thứ nhất là chúng ta phải chú ý giữ cái độ ẩm cho vườn cây. Đặc biệt là những cái vườn mà bằng phẳng này thì chúng ta phải hạn chế cái việc mà gây úng cục bộ làm ảnh hưởng đến bộ rễ và ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Thứ hai là cái việc chăm sóc giai đoạn này để nâng cao chất lượng thì cần chú ý cung cấp dinh dưỡng một cách đầy đủ. Ở cái giai đoạn này thì chúng ta cần chú ý bón phân các loại phân mà hàm lượng dinh dưỡng nó cao để bổ sung dinh dưỡng cho cây, đặc biệt là yếu tố kali. Và thứ ba là cái việc phòng trừ sâu bệnh là chúng ta cũng phải cần thường xuyên theo dõi, thăm vườn và kiểm tra. Và đối tượng kiểm tra theo dõi ở giai đoạn này thì chúng ta phải lưu ý đến đối tượng gây bệnh hại lớn nhất, đó là dẹp hại. Chúng ta kiểm tra thường xuyên, nếu mà xuất hiện dẹp hại thì chúng ta phải có biện pháp để phòng trừ. Ngoài ra thì từ tháng 7 trở đi là ruồi vàng bắt đầu xuất hiện, thì chúng ta thường xuyên kiểm tra vườn và chúng ta có thể đặt bẫy và phun phòng trừ cái bệnh ruồi vàng. Trong vườn cần che phủ bằng cây cỏ, cây bụi họ đậu hoặc vật liệu hữu cơ, không được sử dụng thuốc diệt cỏ hoặc thuốc xới làm bật gốc cỏ khiến đất trơ trọi. Quản lý cỏ một cách hợp lý để tận dụng nguồn sinh khối hữu cơ cho đất, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thay vào đó là các loại chế phẩm sinh học an toàn, tăng cường bảo vệ và phát triển các loại thiên địch trong vườn như kiến vàng, bọ rùa, bọ ngựa, ong để diệt trừ sâu hại.